Những mỹ nhân hoa ngữ được lòng người qua đường, nhất, Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt ba thất thế, hạng nhất ai cũng công nhận. Mới đây, một trang web Trung Quốc đã tiến hành bỏ phiếu, để chọn ra những mỹ nhân được lòng người qua đường nhất năm 2020. Những người đẹp có tên trong danh sách đều là những ngôi sao quen thuộc, bao gồm Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt ba, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi. Lần bình chọn này đã thu hút được hơn 3.200 phiếu bầu từ netizen, họ sẽ bỏ phiếu cho các sao nữ tại các mục độ hảo cảm, độ phản cảm, độ vô cảm và độ tranh cãi. Sau một tuần tiến hành bầu chọn, Lưu Thi Thi đã đứng đầu danh sách với 46,22%, đây là kết quả không ai cảm thấy quá bất ngờ. Danh sách những mỹ nhân được lòng người qua đường nhất. Người qua đường là cách gọi đối với những người vốn không phải fan hay anti-fan của bất kỳ một ngôi sao nào cả. Chính vì thế việc họ tham gia bỏ phiếu sẽ đảm bảo được tính công bằng rất cao cho những lần bình chọn. Có thể thấy hầu hết những ngôi sao dẫn đầu đều được yêu thích bởi đời tư trong sạch, đơn cử như Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi hay Đàm Tùng Vận. Trong khi đó, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt ba, Angela Baby đều chưa top 10. Đối với người qua đường thì những ngôi sao này khá thị phi và nhiều xì căng đan. Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi, Nghệ Nhi hay Đàm Tùng Vận là bốn người đẹp dẫn đầu trong danh sách. Họ đều là những ngôi sao có đời tư trong sạch. Dương Tử Vương khá nhiều thị phi nhưng cô vẫn xếp trong top 5. Còn Triệu Lệ Dĩnh thì sau khi kết hôn, cô không còn vướng phải nhiều xì căng đan như trước nữa. Địch Lệ Nhiệt ba, Dương Mịch, Angela Baby hay Trịnh Sảng là những người đẹp vướng nhiều tai tiếng ồn ào trong showbiz, thứ hạng của họ trong danh sách khá thấp. Bảng xếp hạng những mỹ nhân được lòng người qua đường nhất năm 2020. 1. Lưu Thi Thi. 2. Lưu Diệc Phi. 3. Nini. 4. Đàm Tùng Vận. 5. Dương Tử. 6. Triệu Lệ Dĩnh. 7. Châu Đông Vũ. 8. Lý Thấm. 9. Cổ Lực Na Chát. 10. Tống Thiến. 11. Triệu Lộ Tư. 12. Mạnh Mỹ Kỳ. 13. Đồng Lê Á. 14. Âu Dương Nana. 15. Đương Yên. 16. Địch Lệ Nhiệt ba. 17. Dương Mịch. 18. Giang Sơ Ảnh. 19. Trương Thiên Ái. 20. Quan Hiểu Đồng. 21. Mã Tư Thuần. 22. Dương Siêu Việt. 23. Lý Nhất Đồng. 24. Dương Dĩnh Angela Baby. 25. Trịnh Sàng. 26. Lâm Duẫn. Nguồn Quỳ Quỳ. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.